bật ông phụ ông lên nào. Đấy, đúng rồi đấy. Cười. Đừng quay nữa. Ăn đi trang điểm gì cũng vỡ mồm. Bắt để xem cả cái quả dưới này. Đấy chết. Không thể đỡ rồi. Nhìn cô ta chết người ấy. Hết người. Em lại cười quyền là cái cụ tè đáng yêu kinh khủng luôn. Bao nhiêu ông cụ tè sắp đến cho quyền kìa. Mày cắt lấy cái đế này, mày cắt lấy cái bê. Cái bê đồ thôi. Thôi kẹt rồi. Ờ. Đâu vẽ dâu chưa? Chưa thấy mọc tí nào đấy. Thôi này, phụ ông xin đổi. Nhưng mà tôi nghĩ thế là cậu... Cậu cười. Không cười. Lấy cái khăn kia mà che mặt vào. Thật cười cái sao sao. Nốt. Cái gì về nghe ai gơm. Ngại gì. Đằng nào mà chẳng quay mà. Đằng nào chẳng đang làm. Chúng ta cả lớp xem cơ mà. Ra vẽ nữa. Chứ chị vẽ đi. Duyên không đủ tự tin. Vẽ đi, tớ có biết vẽ đâu. Đâu ai vẽ được cái bảo sang điện sẽ nào. Nhắm mắt vào, nhớ tấn công bất ngờ vẫn nguy hiểm đứa. Được chưa? Môi đi. Môi à? Sao nào? Quay lại thế nào? Quay lại cho bọn nó. Chưa được cái đoạn đấy chưa? Chưa thấy buồn cười mấy. Đánh mấy trái tim. Trái tim ở giữa môi ấy. Tròn lắm thì ai cái này cũng ra màu này. Mặt đầy buồn nhá. Giấu này chứ. Mà thế. Em vẽ nốt cho bên kia cho anh Quyền anh cái tròn mít. Tròn rồi đấy. Trời ơi. Đừng cười. Ok. Con này mày cười nằm cho mắt. Đừng cười. Rồi cố nhịn đi. Đẹp thế này còn gì. Không có gì màu hơn nhỉ. Cái này viền. Nó không biết màu nữa. Chấm chấm cái rồi ngồi và đây không có màu đen nhỉ. Ria đỏ. Quyền như thế kia nhìn vẫn chưa được đâu. Chưa cười lắm đúng không? Không buồn cười tí nào á. Phải môi hình trái tim thì tô hình trái tim. Tô hình trái tim kiểu kiểu tô son Nhật Bản này. Nguyên cái túm túm ở giữa này nữa. Ở giữa này đừng. Đây thì tôi bảo gây đây. À đây, có gì buồn cười đâu. Đừng lấy bút bi thôi. Bút bi thì chết tớ. Cái gì chấm nước này vào thì em lên được. Bút bi còn lâu mới lấy được. Thử tháo ra xem cái mũi này như thế nào. Lấy hẳn cái ngòi á. Không tháo được à?